Xin chào quý vị, Lý Hương đang có mặt tại số 193 Sạc 1, Hai Bà Trưng, quận 3. Hôm nay thì mời quý vị đi ăn nhà hàng nha. Bonjour Restaurant. Ở đây thì chúng ta sẽ gửi xe máy ở phía bên đối diện ha. Hoặc là dọc ngay cái hẻm này. Ở đây thì chúng ta có thể là đặt bàn trước. Hôm nay thì Lý Hương đi với những người bạn của mình và đã đặt bàn trước rồi. Đây, bây giờ thì mình đi vô luôn. Quán nhà hàng hôm nay thì hơi vắng ha. Ở phía trước thì có rất là nhiều loại bánh. Đây quầy pha chế rồi, mình đi lên cầu thang. Wow. Thì gọi nước. Ở đây thì mình có thể là chọn một cái phần ăn ăn chính giống như gọi là ngũ lâm công chúa của chúng tôi. Thì chọn nè, cái này là đứa chọn bò New Zealand. À, rồi sau đó mình phải chọn cái nước sốt giống như này là barbecue. Rồi, một bạn nữa chọn là bàn này thì không có bạn chọn ha. Đây, Lý Hương chọn sườn heo chiên giòn và nước sốt là dâu đen. Rồi, cá thì không có đứa nào chọn hết. Đây là phần mì Ý. Rồi, các loại bánh để mình ăn thêm. Rồi sau đó là rượu. Và tiếp theo nữa là nước uống. Đây, có rất là nhiều địa chỉ. Rồi, còn một bạn nữa là chọn bò hầm rượu vang kiểu Pháp. Ở đây thì mình có bò rồi, có heo rồi, có vịt luôn, vịt là phía bên đây. Đứa chọn vịt với lại là dâu, nước sốt là dâu đen luôn. Chí hả? Chí chọn cái New Zealand á. Đây, steak bò New Zealand. Giá ở đây thì Lý Hương thấy thì cũng không có quá đắt thôi, vì nói chung là về phần nhà hàng như thế này thì giá cũng không có đắt đâu. Hot girl. Hot girl số 2. Hot girl số 3. Hot girl số 1. Tao kêu sườn heo chiên giòn. Nó kêu heo, mày kêu heo đi. Rồi xong tao kêu luôn chứ sao. Đây là cái này sốt gì? Sốt gì? Cái này sốt gì? Mới nói xong. Mazone hả? Còn bên đây. Không biết hả? Sốt bò. Món này là vịt rút xương. Sốt là sốt dâu đen. Cái này là của Lý Hương ha. Cái này là sườn heo chiên giòn, sốt dâu đen. Ôi, đây New Zealand. Wow. Chị ơi, giới thiệu món ăn của bạn đi. Cái này là đây là món ăn sốt
bò New Zealand đúng không? New Zealand mà chọn cái gì á? BBQ. BBQ. Okay.
We'll be right back.